Anh có thể hỏi em một câu ngu ngốc được không? Hỏi đi. Làm vợ anh nhé. Hả? Em có thể trả lời một câu ngu hơn không? Câu gì? Chịu. Em bất. Ủa ai vậy? Chào anh, em mới dọn tới nhà kế bên á. Anh cho em xin cái mật khẩu wifi nhà anh được không? Yêu thì cho. Như vậy có quá sớm không anh? Em cũng mới dọn tới đây á. Ít ra anh cũng phải dẫn em đi cà phê chứ. Rồi lúc đó ăn nói. Ủa, em đang nói gì vậy? Anh nói mật khẩu là yêu thì cho. Chứ anh có người yêu rồi. Anh hai, em đố anh hai nè, em uống sữa gì? Vitamin quá. Ha, sai rồi, ốc chó. Sao giữ tao? Em có giữ đâu? Mày mới giữ ốc chó nè. Đấy là theo như em tính thì tháng này mình chi tiêu hơi nhiều. Anh đâu có mua gì đâu. Em cũng đâu có mua cái gì nhiều đâu. Hay giờ mình tính lại thử coi. Em có mua cái dòng hết 8 triệu. Còn anh mua hũ dưa chua hết 20 ngàn. Nhà này đâu có ăn dưa chua, tự nhiên mua dưa chua chi vậy? À. Em thì chỉ có mua một sợi dây chuyền hết 5 triệu. Còn anh mua cây kem hết 10 ngàn. Bộ anh con nít hay sao mà ăn kem? Trời mưa gió lạnh muốn chết thì đi ăn kem. À. Em thì cũng không mua cái gì nhiều, chỉ có mua một cái túi xách hết 5 triệu. Một cái đầm hết 3 triệu. Hôm bữa đi dạo phố hết 2 triệu. Còn anh hôm trước ra đường khát quá nên có mua chai nước hết 8 ngàn. Khát nước anh không biết về nhà uống nước hả? Tự nhiên ra ngoài mua nước chi vậy? Đúng là cái đồ phai da mà. Em nói cho anh biết, anh mà còn tiêu xài anh không biết thì anh cứ chừng em á. Anh có yêu em không? Có. Anh có bỏ rượu cho em không? Có chứ. Anh có bỏ hút thuốc cho em không? Anh bỏ luôn. Anh có bỏ đi chơi với em không? Được mà. Đi làm anh có đưa tiền cho em không? Tất nhiên là được rồi. Rồi anh có chết với em không? Có luôn. Sao anh chết với em? Vì chơi sống như nách chó, sống làm gì nữa. Em chết. Em cho anh chọn nha. Ăn cơm với tôm thì được ôm. Ăn cơm với cá thì được hôn má. Anh chọn cái nào? Anh chọn ăn thịt. Năm trăm đổi lấy một giờ. Chưa được 5 phút mất bà 500. Trời này vui anh em. Trời lạ lắm. Mẹ ơi. Mẹ có muốn có ngay 1 triệu bây giờ không? Có. Thì bây giờ mẹ chỉ cần làm theo lời con nói nhá, là mẹ sẽ có ngay 1 triệu. Ok không? Ok. Con bảo nhá, bây giờ mẹ làm theo lời con, mẹ bỏ túi sách của mẹ ra. Bỏ túi sách của mẹ ra đi. Đây, làm gì? Cứ bỏ túi sách ra, xong rồi mẹ bỏ đống tiền tất cả mẹ có trong túi sách ra. Rồi, xong bây giờ mẹ muốn có 1 triệu này đúng không? Rồi. Mẹ đưa cho con cái tiền mẹ đang cầm ở tay. Đấy, thế là mẹ có luôn 1 triệu. Đấy. Ôi trời ơi, không có đâu, lại cái trò này. Thôi, em kêu mẹ. Túi gì đấy? Mẹ. Bao nhiêu tiền? Hơn 300 triệu. Mua luôn. Thật á? Anh nghĩ rằng là cái 300 đấy thì ít nhất cái quần áo của em nó phải mặc nó tương xứng với cái túi. Ở đây cần 300 triệu nữa để mua quần áo cho nó hợp. Thật á? Cái xe này mình đi cũng 4-5 năm rồi, ta đổi con máy đách mới luôn. What? Mà ở đâu ra mà nhiều tiền thế? Bán nhà đi thì thoải mái chứ có vấn đề đâu. Bán nhà đi xong chúng mình ở đâu? Ra khách sạn 5 sao thuê cái phòng tổng thống. Là ngày có người cơm bưng nước rót rồi bê tận mồm cho vợ luôn, chẳng phải suy nghĩ gì cả. Thế xong rồi sao? Cho hết tiền chết đói thôi, đúng không? Để mình nói cho mấy bạn nghe nè. Nếu mấy bạn muốn đứng được ở trong cái xã hội này á thì mấy bạn đừng có ngồi. Dân châu Á đã đi vô vàng, hai tay tao phi đầu la. Quả vợ em nó ngon lắm, bây giờ hở ra cái là nó mất ngay. Nani? Có một cách nào để giữ được nó không? Chỉ nhớ em ấy. Nhìn sang chỗ hổ báo hoành trắng thế này, mà lên dương, kể cũng cay đấy. Bây giờ có một cách, chú về nói với cả xóm là chú bị HIV. Như thế thì sẽ không ai dám động đến vợ chú cả. Chồng, hôm nay vợ đi chơi với đám bạn, tụi nó cho vợ 500 ngàn luôn. Ủa, sao tự nhiên mà cho tiền vợ vậy? Tụi nó ngờ lắm, tụi nó thách vợ mặc cái váy này nè, leo lên cây hái xoài. Mà tụi nó đâu có biết là vợ chùm leo cây đâu. Ê, trời, vợ bị tụi nó dụ rồi. Tụi nó thách vợ leo lên cây á, để tụi nó để ý cái quần nhỏ của vợ đó. Vợ biết mà, nên vợ khôn lắm. Trước khi lên cây, vợ đã cởi cái quần nhỏ ra rồi. Anh ơi, thời tiết hôm nay đẹp lắm. Mặc cái mặc như thế này mà không thấy lạnh luôn đi. Mày không thấy lạnh thì mày lên mà đèo. Trời thì lạnh cứ bắt bố mày đưa đi lượn. Trời ơi. Mưa rồi. Mình vào khách sạn trú mưa đi anh. Ok em. Nhìn là biết thuê một phòng rồi đúng không?
Bà khỉ dễ, tôi không có tiền hả? Cho tôi hai phòng. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get in. Anh đang làm gì tôi? Có người đang làm gì tôi? Có người đang làm gì tôi? Có người đang làm gì tôi? Anh làm gì tôi? Tao có làm gì đâu. Tại sao anh không làm gì tôi? Anh à, anh có biết hút thuốc không? Hút thuốc hả? Không, anh làm gì biết hút thuốc đâu. Vậy hả? Anh thật sự không biết hút thuốc sao? Không, em muốn kỳ kìa, anh làm gì biết hút thuốc đâu. Vậy anh lấy giùm em cái ống hút đi. Ống hút này à? Dạ. Vậy mà nó không biết hút thuốc. Nhà bà Hồng gần nhà bà Đào, nhà bà Hồng nhiều tiền để làm nhà nhiều tầng, còn nhà bà Đào thì tồi tàn. Nhà bà Hồng nhiều tiền vì nhà bà Hồng trồng nhiều cá, nhiều gà và nhiều bò. Nhà bà Đào nghèo vì nhà... Em buồn ngủ chưa? Em chưa. Anh buồn ngủ quá, chắc anh ngủ trước nha. Dạ. Em ngủ ngon. Anh ngủ ngon. Anh bắt. Anh yêu ngủ ngon. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Con đi đâu đấy? Con đi học. Sao về sớm đấy? Con cho nghỉ. Con nào cho nghỉ? Ơi! Anh ơi, anh đừng giết tay em. Ra. Anh đừng giơ tay mà. Dừng lại đi. Em còn yêu anh. Anh quá mệt mỏi rồi đấy. Anh có yêu em không? Đừng muốn đi theo anh nữa. Đi làm nhà yêu. Gì? Làm nhà yêu. Mệt quá em. Quay lại nhá. Ok. Xong vào đây nhá. Quay chơi nhá. Đàn ông mà ngoại tình. Em ơi, cho anh một phòng. Dạ, phòng của mình đây ạ. Sao em? À dạ không có gì đâu. Alo, chị Lan hả? Dạo này chị còn quen Thi không? Còn hả? Ý là em có cái chuyện này muốn kể với chị nè, nhưng mà không biết chị muốn nghe không. Em thấy anh Thi á đi khách sạn với bánh bèo rồi nè, mà nó xấu, mà nó xấu quắc, xấu, mà nó xấu quắc luôn á chị. Con nào? Tao nè. Ủa là chị hả? Sao dạo này chị xấu mà chị thấy ghê vậy? Trời ơi, nói chút xíu mà chửi quá trời luôn. Ê Kim. Gì? Tao lóc người cũ của mày rồi đó. Trời ơi, mày lóc nó chi vậy hả? Sao vậy? Mày có biết là tao quen lạc với nó, quan hệ nó làm gì không? Làm gì? Trời ơi, trời, tôi tức tức chết. Anh, nếu bây giờ em chia tay với anh thì anh có hận em không? Chắc là không. Tại sao lại lắc anh? Anh thật sự muốn chia tay với em đúng không? Anh nên nói là không được chia tay. Không phải anh. Thôi được rồi, làm lại lần nữa đi. Em lại muốn đánh anh lần nữa chứ gì? Làm lại. Rồi, được, làm thì làm. Anh, nếu bây giờ em chia tay với anh thì anh có hận em không? Ai cho phép em chia tay với anh? Mấy hôm nay anh dám làm cho tôi tức, hôm nay anh chết chắc rồi. Em làm cái gì vậy? Có con muỗi nè, anh coi đi. Em chỉ cần đuổi nó đi là được rồi mà. Không được, bất kỳ ai dám đụng vào người đàn ông của em sẽ cho nó chết. Là con gái, nhất định phải biết thương xót bạn trai của mình. Khi bạn trai của mình đang bận quá đến nỗi mà không có thời gian ở bên cạnh mình á, thì mình nên học cách đi tìm bạn trai khác để lo cho mình. Đừng có giận dỗi vô cớ khi bạn trai mình mệt mỏi. Anh ơi, còn yêu em không? Không, em có yêu anh không? Không. Anh ơi, anh còn yêu em không? Không, em có yêu anh không? Không. Anh ơi, mình đi nhà nghỉ không? Không. Đi. Thank you.
gái. Ừ. Dễ thương quá à. Đi ăn ốc với anh không? Em ăn rồi, anh đổ vỏ không? Đi vào đây 30 phút thôi. 30 phút để anh làm gì? Thì như mọi khi nhé. Vậy thì 29 phút còn lại anh làm cái gì? Vậy thì 29 phút còn lại anh làm cái gì? Ôi quên rồi, ngày nay là một gì đâu luôn á. Lộn xe rồi má, đi đâu ai? Xin bác sĩ cho tôi biết tôi còn sống được bao nhiêu năm nữa. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 35. Anh có uống rượu không? Hút thuốc không? Không. Anh có cờ bạc, có cá độ không? Không. Anh có đàn bà, gái gú gì không? Cũng không. Thế anh định sống lâu để mà làm... Không phải là em khoe mong đâu mọi người ơi, mà là do trước thì em rất là gầy luôn. Cho nên mọi người cũng biết những người gầy thì cái mông rất là bé, nên mọi người thường gọi em đít lét. Mà bây giờ khi em tăng cân được rồi thì mông em lên vậy, em rất là mừng, em nên đo lại thôi. Thế em muốn khoe vậy nha mọi người. Em lại cho phòng 1 của tao bên phải lại to hơn bên trái thôi. Tại người yêu mày thuận tay phải. Ủa sao mày biết nó thuận đây nào? Thiên cha, thiên cha cũng vào đây. Hướng hạ tây đông, tây đông cũng vào đây. Mày bóc cái mỏ tao mày bỏ ở đâu vậy? Cái mỏ cũng vào đây. Trời ơi trời, thế vậy tại sao mày bóc cái mỏ tao mày bỏ vô đó? Tại sao mày bóc cái mỏ tao mày bỏ vô đó? Em ơi. Dạ, Diên Phó xin chào ạ. Mình muốn dùng gì ạ? Cho chị order một cái trà kiwi nhưng mà không bỏ đường nha. Trà kiwi không bỏ đường hả chị? Dạ đúng dạ, rồi. Vậy nó hơi bị chua á chị. À không sao đâu em, chị uống được. Chị uống được ạ? Ờ. Dạ ok chị, chị đã giúp nó làm liền cho ạ. Em ơi. Trời cho miếng đường đi, chua quá ai uống được. Nghe không biết được không chị? Xong rồi từ khi cưới em tới giờ chồng em ngủ là không có mặc đồ. Em thấy thoải mái không? Cũng thoải mái anh. Cái ghế cũng quen. Vợ cũng vậy luôn hả? Mới đầu em mặc đồ ngủ đẹp đẹp vậy đó. Sau này em cũng không mặc luôn. Sao em gọi điện cho anh quá trời luôn mà anh không nghe máy vậy? Sao cứ mỗi lần anh ra đường là em cứ điện cho anh hoài vậy? Sao vậy? Bực mình hả? Không phải. Em không tin tưởng vào nhân phẩm của anh sao? Anh không làm gì giấu em đâu. Em nói cho anh biết, phụ nữ nửa thân trên là cám dỗ, nửa thân dưới là cái bẫy. Đàn ông nửa thân trên là tri thức, nửa thân dưới là bản tính. Đàn ông ai cũng háo sắc, điều này không liên quan tới nhân phẩm. Hả? Đàn ông háo sắc cũng giống như là hút thuốc vậy, đều hút một loại thuốc, nhưng khi không có thì những loại thuốc khác cũng có thể hút được. Có những người không những không chịu được cám dỗ của sắc đẹp, mà có lúc không đẹp anh ấy cũng không chịu đựng được. Không phải đâu mà. Thôi được rồi, em không dây dưa với anh nữa. Không phải chỉ là nhắn tin và gọi điện không trả lời sao? Không sao, con người em không phải lúc nào cũng đi tìm nguyên nhân từ người khác, mà ít ra em cũng phải tìm nguyên nhân từ chính bản thân của em. Đúng rồi, đúng rồi. Tại sao em chỉ có một người chồng chứ? Cũng không phải em không thể có thêm. Cái gì? 3 ngày hả? Nhiều. 300. Mặt. Hàng non xịn căng đét à? Đây luôn. Cảm ơn anh nha. Đó mà anh. Hàng xịn luôn á. Bảo
em có cần phải giảm cân không? Em thôi đi, anh cho em nói như thế à? Em có biết là em rất là đẹp không? Em quá đẹp, nhìn em ấy quá ngọt ngào. Mà nhìn em ấy, anh chỉ muốn bụng cháy thôi. Ủa, em đang làm gì vậy? Ông Hải hàng xóm nhà mình đang cãi nhau với vợ. À, mà hỏi cãi nhau chuyện gì vậy? Thì ông ngoại tình có tình nhân ở bên ngoài, bây giờ ông phát hiện rồi. À, vậy hả? Thôi, về đi, đâu có liên quan gì tới mình đâu. Em sợ ông khai ra em. Đi về nhà liền. Không phải. Em sợ vợ ông khai ra em nói. Là cái gì cũng không biết. Thì anh khen nó đơn giản dễ thương. Còn khi mà em nói là cái gì em cũng không biết, thì anh lại nói em là cậu thấy mệt mỏi lắm hả? Chắc là cậu mệt lắm rồi. Đúng vậy, mình thấy mệt mỏi quá. Chị nè em. Dạ em có chuyện này vui lắm nè chị. Chuyện gì vui dữ vậy, kể chị nghe đi. Dạ để em kể cho chị nghe nha. Em có quen với nhỏ bạn em cũng nay cũng được khoảng 3 năm rồi đó chị. Mà mới nãy nè chị. Nãy sao em? Dạ mới nãy á, em thấy nhỏ bạn em á đi chơi với thằng nào rồi. Em vui quá à, em chạy về đây em nói với chị nè. Trời đất, bạn em đi chơi với thằng khác mà em vui à? Dạ vui với chị. Tại bữa nay nè em hết trơn tiền rồi. Em sợ nó lại đây nó rủ em đi chơi. Mà con trai đi chơi với con gái không có tiền là kỳ lắm. Mà ai ngờ đâu nó chị. Hồi nãy em thấy nó đi chơi với thằng nào em vui quá chứ vui à. Cái đầu em sắp mọc sừng tới nơi rồi mà còn vui à? Dạ đâu có. Đầu em mọc tóc không à? Trời ạ, à, ý là nó bỏ em đi theo thằng khác à? Dạ không có nó đâu. Trời ơi, chị nào em có tiền là nó quay lại với em mà. Trời ơi, nó sẽ không mua được thời gian. Nhưng mà nó mua được đồng hồ xịn. Nhưng mà tiền á, nó không mua được sức khỏe. Nhưng mà nó mua được nhà thuốc và bệnh viện. Tiền á, không mua được máy ấm gia đình. Nhưng mà nó mua được một căn biệt thự. Tiền không mua được sự kính trọng. Nhưng mà nó mua được chức tước quyền uy. Trời ơi, nói chung là tiền á, nó đem lại sự đau khổ thôi, cô biết không? Đúng, tiền nó đem lại sự đau khổ. Anh muốn bớt sự đau khổ không? Sao? Tôi chỉ cho anh cách. Sao? Anh về anh bán hết nhà cửa, anh đưa gom hết tiền bạc, anh đưa đây cho tôi giữ. Tôi sẽ giữ cái đau khổ đó cho anh. Được không? Anh sẽ thật chăm kiếm tiền để về nhà nuôi em với con. Vợ chồng mình ngắn muốn sao, xong hàng đêm ta ra bờ ao. Tiên sư thằng cu mất dạy, người làng nào hôm nay đến đây? Alo. Anh hả? Tôi nghe đây. Còn nhớ em không? Em nhớ anh Hoàng rồi phải không? Trần Thị sát nách. Ok, vậy tối mai 7 giờ gặp anh nha. Rồi, tôi nghe rồi. Thôi nha. Ui vợ ơi, vợ ơi. Anh vừa đọc báo trên mạng nhá. Hút thuốc lá nhiều, có hại cho sức khỏe đấy vợ ạ. Thế thì anh bỏ luôn thuốc lá đi. Uống rượu bia nhiều, có hại cho sức khỏe. Thế thì anh bỏ rượu bia đi. Quan hệ tình dục nhiều, có hại cho sức khỏe. Ném ngay cái điện thoại đi cho em, vớ vẩn. Ném ngay cái điện thoại đi cho em, vớ vẩn. Không có đỡ đần gì mà cứ cả ngày cứ nằm thôi. Chồng thì vừa bế con vừa dọn, vợ thì cứ nằm chơi. Nhà này cũng có nắp vậy ạ? Hả? Tao hỏi mày nhá, thì rốt cuộc bây giờ là nó là con của ai đây? Mày sắp tối ngày tao phải bế mày. Thế mày là bố nó hay tao là mẹ nó? Tao là bố nó. Bố nó đi bế nó lú có gì nữa? Bố nó đi bế nó lú có gì nữa? Kêu cái gì dọn đi. Cằn nhằn suốt ngày đau cả đầu. Em thích màu gì? Dạ em thích hai màu. Màu gì? Đó là màu nho với màu pha lê. Trời ơi, màu lạ dữ vậy. Đó là màu gì? Màu nho đó. Màu trái nho đó hả? Dạ, màu trái nho. Có ý nghĩa gì chăng? Mò nhau. Em thích mò nhau à? Có gì đâu mà thích. Còn yêu. Màu pha lê là màu gì? Màu pha lê là màu của pha lê đó. Màu viên pha lê nó có ý nghĩa gì? Dạ nó có ý nghĩa là phê là phải làm. Lúc mới vô làm
Đây là lúc mà mới vô làm nè, mình nhờ nó mượn cắt sao giùm với đóng mộc giùm. Nó cắt kỹ lưỡng đâu ra đó. Đóng mộc nhẹ nhàng từng miếng, từng miếng, từng miếng. Nhân viên mới chung là tốt lắm, nhiệt tình. Rồi đây là sau khi làm được một tháng, nhờ đóng mộc, nó đóng như giọng bên đầu mình vậy đó. Đóng cạch, 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 cạch. Nó không biết là đúng hay sai chứ chứ. Chỉ cần có dấu là đủ là được à. Ủa sao mày đi có mình vậy rồi bộ mày đâu vào? Chia tay rồi. Sao chia tay? Mày có thấy đứa con gái nào á mà tối nào á đi hết quán nhậu này tới quán nhậu khác không? Mày coi mày nhắm tức không? Ủa mà nó đi quán nhậu làm gì? Nó kiếm tao. Ai hút mà. Con sau này lớn lên nó con muốn làm gì? Dạ làm đám cưới á. Ý là con muốn trở thành cái gì á? Trở thành cô dâu ạ. Không, ý là bây giờ con muốn lớn lên con đạt được cái điều gì? Đạt được chú rể ạ. Vợ ơi, lại gì nữa? Con em đi học lớp 3 rồi vẫn làm bố mẹ. Anh 30 tuổi anh vẫn bú suốt còn gì? Anh 30 tuổi anh vẫn bú suốt còn gì? Nói em biết xấu hổ. Chào anh. Ừ? Chào anh, tôi là shipper. Đây là món quà của người yêu cũ của anh, dành tặng cho anh. Mời anh ký vào đây. Hả? Anh làm cho gì đấy? Còn đây là món quà của tôi, dành tặng cho cô ấy. Còn đây là món quà của tôi, dành tặng cho cô ấy. Ai hốt thì mà. Mời anh chuyển. Vợ anh xuống rửa mấy cái bát kìa. Ngủ rồi à? Anh đang định bảo rửa bát xong thì dẫn đi ăn thịt nướng mà lại ngủ rồi. Rửa bát á? Em xuống ngay. Một cộng hai bằng mấy? Bằng ba. Ba mày tên gì? Ba tao tên Nhật. Nhật gì? Nhật Bản. Bản gì? Bản học. Học gì? Học hành. Hành gì? Hành bay. Nữa đây. Ngủ sofa lâu như vậy, anh có muốn lên giường ngủ với em không? Muốn chứ, muốn chứ. Vậy em sẽ hỏi anh một câu hỏi, nếu trả lời đúng thì lên giường ngủ với em, trả lời sai thì ngủ sofa đi. Chơi luôn, với kiến thức sâu rộng uyên bác của anh á, mấy cái đó không thành vấn đề. Vậy một cộng một bằng mấy? Bằng ba chứ mấy. What? Vậy ngủ sofa luôn đi. Em sẽ cho thêm một câu hỏi nữa. Nếu bây giờ anh trả lời sai á thì lên giường ngủ với em, còn trả lời đúng thì ngủ sofa. Anh sẽ cố gắng chống hết cơ hội này. Vậy một cộng một bằng mấy? Bằng hai chứ mấy. Ui, ngủ sofa luôn nè. Ui.